Mình mới vừa đi làm về tới và thấy các em thả diều, thì hôm nay mình lại tiếp tục review lại cho các bạn xem. Tại vì qua Tết thì tới mùa gió thì các em nhỏ sẽ thả diều, cho nên mình phải ghi lại khoảnh khắc này của mỗi mùa. Đây là trung tâm thương mại của huyện Lai Vung. Cứ chiều chiều là các em nhỏ thả diều. Trung tâm này rất là rộng nha các bạn. Đây thì mình phát hiện có một con diều đã bị vướng ở trên cái cột đèn. Đây các bạn xem, có một con diều đã bị vướng. Chắc có lẽ là các em ấy đã bỏ cuộc không lấy được con diều đó xuống tại vì quá cao. Con diều này sao đen thui vậy ta? Để mình đi qua góc bên kia quay ngược lại phía bên đây cho các bạn xem. Chú diều này đã bị vướng dây điện rồi. Những chiếc máy bay bay xe dữ dằn không? Đó đó, ôi ơi, chút xíu mà chạy xe kìa. Thank you.
em xem kìa. Ơi. Đó, ổn dữ dằn không? Nhiều đen nó đẹp quá. Sao con gì này bay lên được ta? Bay lên từ từ. Hay ta. Dướng nha.